Thì ra đây mới là sự thật về tin đồn đám cưới của Mỹ Tâm. Đang ở nước ngoài, Mỹ Tâm không giấu được niềm vui khi được đạo diễn Nguyễn Tranh giải oan vụ đám cưới. Cách đây nửa tháng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã đăng đàn lên trang cá nhân về sự kiện chấn động ý nghĩa nhất trong showbiz đã làm dậy sóng dư luận. Nhiều người khẳng định anh đang ám chỉ việc Mỹ Tâm sắp làm đám cưới, song càng hỏi dồn, anh chuyển hướng sang trợ lý nữ ca sĩ. Thời điểm xảy ra tin đồn này, trợ lý của Mỹ Tâm đã không dám nghe điện thoại vì có quá nhiều cuộc gọi đến để hỏi về việc này. Riêng họa mi tóc nâu cũng khốn đốn không kém khi cuộc sống đang yên bình bỗng dưng bị xáo trộn. Trong bão nghi vấn cô chỉ lấp lửng, ngày đó có biến của người tên Tê khiến mọi người càng thêm hoang mang. Và sáng ngày 24 tháng 5, ngày quan trọng mà đạo diễn Dũng Hùng lẫn Mỹ Tâm xác nhận đã đến. Và ngày này chính là ngày đạo diễn, nhà quay phim nổi tiếng Nguyễn Tranh tổ chức hôn lễ với bà xã quê Sóc Trăng. Từ Sài Gòn, chú rể cùng đoàn nhà trai gồm nhiều gương mặt quen thuộc trong làng giải trí xuất phát về miền Tây rước dâu. Đang có chuyến lưu diễn ở Mỹ, không thể về kịp để dự đám cưới của người anh thân thiết, Mỹ Tâm đã thể hiện thái độ vui mừng vì cưới hụt, cô chia sẻ. Nhân dịp ngày mừng hụt của Mỹ Tâm, chúc mừng Nguyễn Tranh, người mình yêu quý luôn hạnh phúc. Như vậy là sẽ không có đám cưới nào của Mỹ Tâm được diễn ra như các fan mong đợi trong tháng 5, và việc nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng lên xe hoa vẫn sẽ là một ẩn số. Nguyễn Tranh, năm nay 51 tuổi, anh có hơn 30 năm lăn lộn trong nghề quay phim. Đến nay, anh đã là một đạo diễn hình ảnh dày dặn kinh nghiệm, từng tham gia làm nhiều phim điện ảnh, chương trình truyền hình nổi tiếng. Bạn bè, người thân của Nguyễn Tranh đều mừng, vì ở tuổi ngoài 50, anh đã yên bề gia thất, cưới được vợ trẻ và xinh đẹp. Bà xã Nguyễn Tranh kém anh 25 tuổi và không hoạt động trong showbiz. Hình ảnh Huy Khánh và dàn khách mời quậy tưng trong đám cưới của Nguyễn Tranh. Giữa tin đồn đám cưới với Trường Giang vào ngày 25 tháng 5, Nhã Phương chính thức lên tiếng. Nhã Phương đã chính thức lên tiếng về thông tin đám cưới với Trường Giang diễn ra vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Những ngày vừa qua, tin đồn về đám cưới Trường Giang Nhã Phương được cư dân mạng chia sẻ khá nhiều, nguyên nhân bởi những bức ảnh hậu trường, một buổi chụp ảnh cưới mà cặp đôi này góp mặt, và cả chuyện nam danh hài đưa Nhã Phương về nhà ra mắt, khiến công chúng càng có căn cứ để tin vào lời đồn này. Thế nhưng, trong một sự kiện diễn ra vào chiều 23 tháng 5, Nhã Phương đã lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên cho biết, Phương cưới nhưng cưới trong phim, nếu thật sự có đám cưới Phương đã cho mọi người biết rồi, việc Phương gặp gia đình anh Giang đã từ lâu lắm rồi, đây chỉ như một dịp đi chơi thôi, 30 chưa phải là Tết nên Phương chưa thể khẳng định bao giờ đám cưới sẽ diễn ra. Có lẽ lời phủ nhận của Nhã Phương khiến những ai mong chờ tin vui của cặp đôi này có phần thất vọng, tuy nhiên nó lại khiến nhiều người giải tỏa được mối nghi vấn những ngày vừa qua. Sau khi chia tay Tâm Tít và loạt người đẹp, anh trai Bảo Thy cuối cùng cũng chịu lấy vợ. Mới đây, anh trai Bảo Thy bất ngờ đăng hình tráp ăn hỏi và xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 8. Anh trai Bảo Thy, Thế Bảo từng yêu rất nhiều người đẹp như Helen Thanh Thảo, Hoàng Ngang Apple, Tâm Tít Minh Thảo và gần nhất là tin đồn hẹn hò Trang Billa. Trong đó chuyện tình ồn ào nhất với hot girl Tâm Tít. Nhưng mới đây, Thế Bảo đã đăng hình tráp ăn hỏi, nhiều người khá bất ngờ và cho rằng anh trai Bảo Thy tổ chức lễ ăn hỏi với Trang Billa. Ở phần bình luận, Thế Bảo cũng xác nhận sẽ làm đám cưới vào tháng 8 tới, nhưng không hề nhắc tên cô dâu là ai. Như vậy, sau một thời gian dài rong chơi, Thế Bảo cuối cùng cũng chịu dừng chân và bước vào cuộc sống gia đình. Trên trang cá nhân, anh trai Bảo Thy giấu mặt người yêu, nhưng nhiều người đoán rằng bạn gái anh là Trang Billa. Được biết Trang Billa là người yêu cũ của Carrick. Cũng theo nguồn tin này thì Trang Billa và Carrick yêu nhau khá lâu, đã từng ra mắt gia đình, tính đến chuyện cưới xin nhưng không thể chung đôi. Nam Trâm con nuôi của Hoài Linh, người thành công kẻ bị thiên hạ cười chê. Hoài Linh nổi tiếng cá chuối đắm đuối vì con nuôi, nhưng không phải ai cũng mang đến tự hào cho danh hài. Trước khi xuất ngoại và trở thành một diễn viên hài nổi tiếng, Hoài Linh chỉ là một nghệ sĩ tỉnh lẻ được đào tạo ngắn hạn về bộ môn múa truyền thống, nhưng chủ yếu theo đoàn tập kỹ để làm MC và hát dân ca. Ám ảnh về một tuổi thơ cực khổ và vất vả, nên khi được ra hải ngoại làm việc, Hoài Linh đã bươn chải rất nhiều để tìm chỗ đứng trong nghề. Bằng cái duyên sân khấu và lối diễn hài hước đặc trưng, Hoài Linh dần trở thành một tên tuổi lớn, một tượng đài khó có thể thay thế trong lòng người hâm mộ.
Khi bắt đầu nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, Hoài Linh muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ những tài năng trẻ. Việc Hoài Linh nhận con nuôi đã trở thành chủ đề lớn của cư dân mạng. Vì có thời điểm cứ lâu lâu lại thấy xuất hiện một nghệ sĩ nhận là con nuôi Hoài Linh. Trong dàn con nuôi đông đảo ấy, người ta vẫn nhắc nhiều tới những người con nuôi đặc biệt. Tất cả đều có điểm chung là xuất phát điểm nghèo khó hoặc phải đấu tranh với bệnh tật hiểm nghèo. Hoài Lâm, cậu con nuôi hot nhất của Hoài Linh. Hoài Lâm được khán giả biết đến nhiều qua chương trình Gương mặt thân quen 2014. Nhưng ít ai biết được cơ duyên đưa Hoài Lâm đến với cha nuôi Hoài Linh lại rất sớm. Năm 13 tuổi, trong một lần tình cờ, ba ruột có số điện thoại của Hoài Linh nên đã chủ động đưa Hoài Lâm đi gặp nghệ sĩ để xin nhận làm học trò. Cảm mến tài năng và sự nhiệt tình, Hoài Linh nhận Hoài Lâm làm con nuôi và bắt đầu nâng đỡ cho cậu học trò nhỏ. Thành công bước đầu khi đạt quán quân Gương mặt thân quen. Giờ đây Hoài Lâm xây dựng hình tượng một ca sĩ đa tài, rất nhiều thể loại, từ trữ tình đến dòng nhạc quê hương. Hoài Lâm cũng chính là người con trai nuôi được Hoài Linh cưng chiều nhất. Anh cũng được đổi nghệ danh theo họ của Hoài Linh là Võ Nguyễn Hoài Lâm. Sau thành công của Hoài Lâm, nhiều điều tiếng cho rằng việc bố nuôi làm giám khảo nên anh được thiên vị và đạt giải quán quân Gương mặt thân quen là điều dễ hiểu. Dù có nói như nào, Hoài Linh cũng đang làm rất tốt vai trò làm cha nuôi của mình. Nghệ sĩ hài không ngại vất vả chỉ trích để giúp đỡ người nhà đạt thành công trong sự nghiệp. Thái Trân, cô con gái nuôi mắc bệnh hiểm nghèo vẫn nuôi giấc mộng ca sĩ. Cho tới bây giờ, truyền thông vẫn nhắc tới Thái Trân, cô con gái nuôi bất chấp suy thận giai đoạn cuối để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của Hoài Linh. Đây cũng là lần đầu tiên người ta thấy Hoài Linh nhận con nuôi trên sóng truyền hình trước hàng vạn khán giả. Trong đêm tứ kết The Winner E, Thái Trân đã thể hiện ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống, như tiếng lòng nói hộ lời cảm ơn tới đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Cũng trong buổi ghi hình hôm đó, Hoài Linh đã tuyên bố nhận Thái Trân làm con nuôi. Chính chia sẻ mộc mạc của danh hài đã làm khán giả xúc động. Mặc dù mọi người biết tôi có nhiều con nuôi, nhưng vì Thái Trân đã gọi bố một tiếng bố, nên bố sẽ nhận con là con gái của bố. Không chỉ mắc bệnh thận, căn bệnh suy tim cũng khiến sức khỏe của Thái Trân nhanh chóng suy kiệt. Có thời điểm sự sống của cô chỉ còn 20%, cơ thể gầy gò xanh xao khiến nữ ca sĩ không dám cho bố nuôi thăm vì sợ ông buồn. Được sự giúp đỡ của bố nuôi, Thái Trân cố gắng vượt qua mọi bệnh tật, hoàn thành cuộc thi. Hình ảnh Hoài Linh đo huyết áp, lo uống thuốc cho Thái Trân sau cánh gà mới thấy sự tận tình của danh hài dành cho cô con gái nuôi. Sau đó cô đã thực hiện album Vol 2 Bay Đi Thầm Lặng như một lời tri ân tới khán giả, bố nuôi cũng như kỷ niệm 14 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Quách Phú Thành nghèo khó không dập tắt được ước mơ. Lần gần đây nhất, Hoài Linh một lần nữa làm khán giả bất ngờ khi nhận cậu bé Quách Phú Thành làm con nuôi. Cậu bé nghèo 11 tuổi đến từ Cần Thơ đã đăng quang mùa đầu tiên chương trình Thử Tài Siêu Nhí trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Quách Phú Thành sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Em bị mẹ bỏ rơi khi mới 14 tháng tuổi, cha cũng sớm lập gia đình với người vợ mới. May mắn em được ông bà nội cưu mang, sống dựa vào gánh rau của bà để lớn lên. Có lẽ chính những cảm xúc rất thật về tuổi thơ không trọn vẹn khiến cho những phần thể hiện của Quách Phú Thành luôn tràn ngập cảm xúc. Từ những trích đoạn như Nghi Xuân Tấn Lực, Nội Tôi, Cha Con Người Hát Rong, Duyên Nghiệp Cầm Ca, lấy đi nước mắt của đông đảo khán giả truyền hình. Bước đầu thành công, nhưng con đường đi còn rất dài và vất vả của cậu học trò nghèo. Hiểu được điều này, Hoài Linh đã nhận Quách Phú Thành làm con nuôi với mong muốn em có thể yên tâm học tập và phát triển tài năng. Với sự hỗ trợ của cha nuôi Hoài Linh, nhiều người hy vọng rằng tương lai Quách Phú Thành sẽ trở thành ngôi sao sáng của dòng nhạc cải lương. Cao Hữu Thiên luôn tránh nói về xuất thân nghèo khó. Trong đêm trao giải thưởng truyền hình HTV lần 8 2014, Cao Hữu Thiên đã lên tiếng nhận giải thay Hoài Linh. Lúc này khán giả mới biết đây là cậu con nuôi của nghệ sĩ hài. Ngay sau đó người ta thấy Hữu Thiên xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, theo đuổi hình tượng trẻ trung phóng khoáng. Tuy nhiên màn xuất hiện thảm họa của Cao Hữu Thiên trong đêm chung kết Gương mặt thân quen 2014 đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Ca khúc Anh mà nam ca sĩ trình bày được ví von còn không hay bằng giọng ca sĩ kèo kéo Lê Đường. Đến lúc này người ta mới nhìn vào xuất xứ của nam ca sĩ. Có nhiều nguồn tin cho rằng Hữu Thiên xuất thân nghèo khó, không có mối quan hệ trong showbiz, phải đi hát để kiếm tiêm thu nhập phụ giúp gia đình. Vì vậy Hoài Linh mới cưu mang và giúp đỡ. Ngay cả khi được hỏi về xuất thân nghèo khó của mình, Hữu Thiên không phản bác nhưng cũng tránh nói đến. Theo anh,
chưa phải là thời điểm thích hợp để chia sẻ chuyện riêng tư vì không muốn mọi người nghĩ rằng mình đang kêu gọi lòng thương hại. Sau sự cố, Hoài Linh cũng lên tiếng bênh vực Cao Hữu Thiên. Cho dù không đổ lỗi cho ai, nhưng theo danh hài, Phường Âm Thanh đã gặp trục trặc khi Hữu Thiên trình bày ca khúc Chính Vì Vậy, hiệu quả đã không đạt như mong muốn. Qua đó, nghệ sĩ cũng mong sự thông cảm từ người xem đối với một ca sĩ còn non nớt. Dù đã giải thích cho phần lớn cư dân mạng cho rằng Hoài Linh đang thiên vị con nuôi. Dù giọng ca không xuất sắc, nhưng Hữu Thiên vẫn được hát trong đêm chung kết, nơi bố nuôi làm giám khảo. Hữu Thiên dù có xuất thân không khá giả, nhưng riêng việc là con nuôi Hoài Linh, anh cũng gặp không ít thuận lợi.